khám phá tâm tư, cùng sẻ chia cảm xúc. Hãy bước vào thế giới nội tâm muôn màu của 12 cung hoàng đạo với chương trình Radio Mật Ngữ 12 Chùm Sao. Như chờ tình đến rồi hãy yêu, hãy cứ bình tâm, hãy đợi chờ thời điểm của mình, em nhé. Tôi nhớ có một hôm nào đó, em đã nói với tôi rằng đấy là một triết lý hay, ý là ta phải tranh thủ sống đến từng giây của cuộc đời. Nhưng em biết không, đừng vì bất kỳ một triết lý hay nào mà gạt bỏ đi ý nghĩa của sự chờ đợi. Bởi chờ đợi ở đây không phải là há miệng chờ sung, mà chờ đợi một phần bài học cuộc đời. Em sẽ bằng lòng đợi chứ, nếu em đã biết vì điều sẽ xảy ra. Đợi khi xếp hàng ở siêu thị, vì biết rồi sẽ đến lượt mình, và rằng đó là sự công bằng. Đợi tín hiệu đèn xanh trước khi nhấn bàn đạp, vì biết đó là luật pháp và sự an toàn cho chính bản thân. Đợi một người trễ hẹn thêm dăm phút nữa, vì biết có bao nhiêu việc có thể bất ngờ xảy ra trên đường. Đợi một cơn mưa, vì biết rằng dù dai dẳng đến mấy, nó cũng sẽ phải tạnh. Đợi một tình yêu đích thực, vì biết rằng những thứ tình yêu theo phong trào kia chỉ có thể đem đến những tổn thương cho tâm hồn nhạy cảm của em. Vì vậy mà hãy cứ bình tâm em nhé. Cuộc đời ta cũng như rượu vang vậy, có những loại vài tháng là uống được, nhưng cũng có những loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt được độ chín cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay là muộn, mà là đúng lúc. Bởi mọi thứ đều có thời điểm của riêng mình. Vị rượu ngon nhất là phần thưởng của tháng năm. Cũng như câu chuyện về hai chú sâu kia, sâu anh nằm trong cái kiến, cảm thấy bực bội vô cùng nên cố vùng vẫy thật mạnh để mong thoát ra ngoài. Vùng vẫy ngày này qua ngày khác, sâu mọc đôi cánh bé, nó lại cố ra sức đập cánh, đôi cánh lớn dần lên, cứng cáp, rồi cuối cùng sâu anh hóa thành bướm, rũ bỏ cái kiến chật chội để bay lên cao. Khi đã thoát ra được rồi, nó mới thấy sâu em vẫn còn mắc kẹt trong kiến. Nó hăm hở lao đến giúp em phá vỡ cái kiến và đưa sâu em ra ngoài. Thế nhưng, em biết không, sâu em mới chỉ có một đôi cánh mỏng manh, bé xíu. Nó không thể bay lên như anh và cũng không còn cái kiến để bảo vệ thân mình. Bướm anh khóc ròng nhìn em bị đàn kiến tha đi. Tôi nhớ có một câu danh ngôn gợi ý rằng bạn sẽ có được con gà có lông vàng mũm mĩm bằng cách ấp trứng, chứ không phải bằng cách đập vỡ cái trứng ra. Vậy thì đó là lý do tại sao con sâu phải nằm trong kén đủ ngày rồi mới có thể hóa thân. Cũng giống con người phải 9 tháng 10 ngày mới lên rời lòng mẹ. Đó cũng là lý do của 39 giây đèn đỏ, của 12 năm miệt mài đèn sách trên ghế nhà trường, của một mối tình thiết tha còn chưa chịu hé lộ, và của rất nhiều năm khoảnh khắc chờ đợi trong cuộc đời. Mọi vật đều có thời điểm của mình. Em đừng có rút ngắn thời gian. Nếu trái chưa chín thì đừng nên hái. Nếu nhộng chưa chín thì đừng phá vỡ kén tầm. Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gửi trái tim. Đừng để thế giới này tác động. Xuân qua hè tới, đông sang thu về. Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây khác đã khoe lá, khoe hoa. Hãy cứ bình tâm, hãy đợi thời điểm của mình em nhé. Hãy tận dụng khoảng ngừng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa. Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh biết mấy, em nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng thời gian cho sự chờ đợi. Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư, mà như chờ rượu chín rồi hãy uống. Như chờ tình đến rồi hãy yêu.